Xin chào các bạn, chào buổi sáng các bạn. Mình phải nói là chào buổi sáng bởi vì chúng ta thấy cái không gian trước mặt mình chính là chợ nổi. Và ở chợ nổi thì chúng ta phải và nên đi vào buổi sáng, bởi vì buổi sáng thì chợ nổi khá là nhộn nhịp, đông đúc. Chứ còn buổi chiều và buổi tối thì phải nói là ban ngày và buổi sáng nó sôi nổi bao nhiêu thì buổi chiều nó lại vắng vẻ bấy nhiêu. Vâng, chào mừng các bạn đến với bến Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ, thành phố Tây Đô, thành phố lớn nhất ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Và sáng hôm nay thì mình có đến bến Ninh Kiều và được sự giới thiệu cũng như tư vấn, và mình đã đặt một chiếc thuyền nho nhỏ để mà đi đến cái chợ nổi. Ở đây thì có hai hình thức, một là các bạn đến bến Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ, mình đi chợ nổi, mình tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi phí thì mình sẽ đi bằng cách là ghép đoàn. Cái ưu điểm của cái chương trình ghép đoàn là tiết kiệm chi phí, và trên chiếc thuyền như vậy mình sẽ gặp gỡ được nhiều du khách đến từ khắp mọi vùng quê của Việt Nam cũng như là bạn bè quốc tế. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là cái thời gian mình phải đi theo đoàn. Còn với cái cá nhân của mình thì trong cái chuyến đi công tác ở Cần Thơ thì chỉ có sáng nay mình có khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tức là từ bây giờ là 7 giờ và đến 9 giờ thì mình phải trở về cái khách sạn. Cho nên mình không thể đi ghép đoàn được mà mình phải đặt một chiếc thuyền. Và cái bác lái tàu này sẽ chở mình đi tham quan cái chợ nổi. Và bác có giới thiệu là từ bến Ninh Kiều mà đến chợ nổi là đi thuyền khoảng 20 phút. Chúng ta sẽ đến chợ nổi. Chợ nổi này có tên là chợ nổi cái răng, một cái tên mang đậm dấu ấn, nói lên đúng cái chất của người miền Nam, Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, vùng sông nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Cần Thơ, gạo trắng nước trong. Và từ bến Ninh Kiều mình đã đi đến đây khoảng tầm 20 phút, và đây chính là chợ nổi các bạn. Một cái loại hình chợ mà ở Việt Nam mình chỉ có miền Tây Nam Bộ mới có, chứ còn như ở miền Bắc và miền Trung thì hầu như là không có, bởi vì cái thiên nhiên nó không có mang lại cái loại hình này. Và trong cái lộ trình mình đi, cái thủy trình mình đi, mình đã thấy được hai bên bờ sông là có người dân cư họ sinh sống sát bờ sông, cũng như là những chiếc thuyền đang ở trước mặt mình. Những chiếc thuyền này thì chở tất cả mọi mặt hàng. Ở miền Tây Nam Bộ có mặt hàng gì thì trên chiếc thuyền này sẽ có những mặt hàng đó. Tuy vậy đóng vai trò chủ đạo cũng chính là cái vựa trái cây, bởi vì miền Nam chính là cái vựa trái cây, hoa quả cũng như là lúa, gạo và đặc biệt là thủy sản. Các bạn nhớ là thủy sản. Cho nên đến chợ nổi mình thấy cái mặt hàng chủ đạo ở đây chính là hoa quả, trái cây, nông sản và thủy sản. Trên một chiếc thuyền như vậy người ta sẽ trưng bày khá là nhiều, và người ta treo một cái, có một cái cột rất là cao, người ta sẽ treo những cái mặt hàng trên cái cột đó. Mình sẽ nhìn vào cái cây cột đó và mình thấy được những cái mặt hàng như vậy. Mình cần mua thì mình sẽ muốn mua mặt hàng gì, mình sẽ nhìn lên cái cột đó. Cái cột đó người ta gọi là cái bẹo á. Và các bạn phía thấy trước mặt mình là chiếc thuyền lớn dành cho du khách, và đây cũng chính là nhà hàng. Nhà hàng này chủ yếu là bán điểm tâm, bởi vì chợ nổi thì hoạt động sôi nổi là từ 5 giờ sáng cho đến khoảng tầm 7 giờ, hoặc là có khi kéo dài đến 8 giờ mà thôi. Đây phải nói là cái thời gian mà nhộn nhịp nhất, sôi nổi nhất. Các bạn đến bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, các bạn đi chợ nổi, các bạn nhớ là phải đi sớm. Sớm như vậy mới thấy được cái không gian nó tấp nập, nó nhộn nhịp. Chứ còn đi trễ thì chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều cái. Chẳng hạn như hôm nay thì mình, tối ngày hôm qua mình đến thành phố Cần Thơ rất là trễ, cho nên sáng nay mình đi lúc này là 7 giờ thì cũng đã trễ các bạn. Nhưng mà thà trễ cũng không có gì. Và bây giờ mình đi chợ nổi, mình thấy được những cái hoạt động, cách sinh hoạt của người dân miền Tây Nam Bộ trên chiếc
cái chợ nổi ở đây là người ta bán hoa quả trái cây, bên cạnh đó là bán điểm tâm. Wow, quá trời. Những gì ở trên đất liền có thì bây giờ mình đến cái chợ này là cũng có như vậy. Mình gọi là chợ nổi bởi vì những mặt hàng, những chiếc thuyền này nó đi, nó nổi trên sông nước. Và ở về miền Nam Bộ á, thì người ta hay có cái từ nổi. Từ nổi ở đây chính là cái vùng nước nổi. Bên cạnh việc tham quan xong chợ nổi, bây giờ chúng ta sẽ đến tham quan một cái làng nghề nổi tiếng nằm ở gần cái khu chợ nổi Cái Răng. Đó chính là làng nghề truyền thống làm hủ tiếu. Làm hủ tiếu các bạn. Bây giờ các bạn vào xem cái cách người ta chế biến hủ tiếu như thế nào. Nếu như miền Bắc thì nổi tiếng về phở, miền Trung nổi tiếng về mì Quảng hoặc là bún bò Huế. Ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ thì nổi tiếng về cơm tấm. Và miền Tây Nam Bộ chính là nổi tiếng về hủ tiếu. Và đây chính là hủ tiếu các bạn. Ở trong này người ta sẽ có một cái bày cho mình một cái quy trình làm hủ tiếu, từng cái công đoạn, từng cái quy trình như thế nào. Đây là các bạn du khách đến từ nước Anh, họ khá là thích thú khi mà nghe cái cô hướng dẫn viên tại điểm trình bày về cách làm chế biến món hủ tiếu. Bên cạnh đó thì cái làng nghề làm hủ tiếu còn bán những cái mặt hàng đặc sản của địa phương, của khu vực miền Tây Nam Bộ. Các bạn thử dự đoán thử đó là món gì ạ? Đây ạ, người ta làm hủ tiếu rồi đó. Chỉ cần bỏ một cái bánh tráng chạy xuống thì nó sẽ tách ra thành những cái sợi như vậy. Khá là thú vị. Mình sẽ quay một đoạn ngắn, các bạn có thời gian các bạn đến đây để mà mình quan sát cho nó tỉ mỉ, tìm hiểu kỹ hơn. Bây giờ thời gian của mình cũng ít lắm, mình sẽ vào đây mua sắm thêm một số mặt hàng đặc sản của cái vùng biển sông nước. Các bạn xem thử đặc sản là món gì nhé.